Bơm đấy à? Cho em xin chén nước. Đây rồi. Sao? Khổ quá. Chờ đợi từ sáng giờ để xem chú đi khám về xem bệnh tình nó ra làm sao. Mà làm sao mà mặt mũi nhăn nhó thế? Bác sĩ bảo sao? Tao biết bệnh gì? Chú đùa tôi đấy à? Đi khám từ sáng đến giờ mà lại bảo là không biết bệnh gì. Thế chú khám ở đâu? Khám ở bệnh viện nhà nước. Khám ở bệnh viện nhà nước thì bác sĩ người ta cũng phải bảo là chú bị viêm khớp, hay chú bị đau tai, hay chú bị đau đầu, hay là chú bị viêm răng, viêm lợi thì người ta cũng phải bảo chứ. Khổ quá, người ta đông khách quá. Người ta chẳng nói gì với em cả, người ta bảo là viết hết vào đây rồi. Giời ạ, thế mà sao chú không nói sớm? Thì người ta không giải thích với chú, người ta ghi vào đây là chú biết bệnh gì, cầm cái này ra hiệu thuốc, là người ta giải thích chú bệnh gì ngay. Thế thì nói làm gì? Thế sao? Em đi 7 cái nhà thuốc rồi, em đưa cái sổ khám bệnh của em ra. Họ bảo thế nào? Người ta bảo người ta không đọc được. Ôi này, làm gì có chuyện bác sĩ kê đơn rồi lại kê bệnh mà lại không đọc được. Khổ quá thì bệnh của em đi khám chẳng nghĩa em đã không tìm hiểu cái việc đấy hay sao? Nhưng vấn đề là người ta không đọc được. Người ta bảo là chẳng biết là bệnh gì. Tức là chú đi 7 cái hàng bán thuốc rồi, người ta không dịch được. Vâng ạ. Để đấy người ta xem. Bác xem đi. Cứ bình tĩnh, chứ bác sĩ là như thế này, lắm lúc à, đọc xuôi không được, có khi mình lại phải đọc ngược. Đọc ngược cũng không được, có khi mình phải đọc ngang. Đọc ngang không được, bác sĩ của em đi. Để đấy tôi đọc dọc. Không ổn, có lẽ mình cứ phải đọc xuôi thôi. Đây rồi. Cứ nhìn nhá. Chuẩn đoán và điều trị, đúng không? Chuẩn đoán N lớn hơn 2 tháng. Cái gì? N thường đây là một ẩn số, đúng không? N lớn hơn 2 tháng. Tức là ẩn số này là cái gì? Ví dụ, răng sắp rụng, khớp sắp viêm, dạ dày sắp bục, hay là có một cái biếu, một cái u nào đó. Đây này, còn đây nữa. Thôi, Delta, được rồi. Cái này đen, được rồi. Cái này để tôi đợi, chú đợi tôi một tí, tôi phải lấy kính lúp. Đây rồi, đấy, Delta. Delta là một ký hiệu toán học. Delta phải đánh. Sao cái đuôi của chữ này cứ loằng ngoằng như kiểu chữ Phạn ấy? Chữ như kiểu chữ Lào, Campuchia, Iran, Iraq này này. Là chữ Phạn là chữ gì? Chữ này giống kiểu chữ nho này, chữ tượng hình như này. Ô hay. Chữ nho, chữ nho, đây. Ông này viết đầu tây đuôi ta, chữ nho rồi. Đây này, có cả chữ nho này. Đấy, chim chích mà đậu cành tre thập trên tứ dưới nhất đẻ chữ tâm. Rồi chết rồi, chết chữ nho. Thế nó là chữ gì? Chứ chưa biết là chữ gì nhưng chắc chắn ông này viết theo kiểu chữ nho rồi. Riêng tượng nho thì cứ phải hỏi tôi. Ôi giời ơi. Ai đấy? Dì đi đâu về đấy? Đây là dì Thắng. Nếu mà nói về chữ nho mà thì đây mới là tìm đúng lúc đúng chỗ đây này. Đúng rồi. Trông thế này thôi nhưng mà chữ nho, chữ Phạn đấy là đọc hết đấy. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Này. Sao? Bác Phù ơi. Nhưng sao lại gọi là gì? Chú không biết à? Trước đây là bình thường. Nguyên của gì ấy là gì biết không? Hồi bé trèo lên lấy tổ ong ở trên cột tú lôi, xét nó đánh ngã từ tầng 4 xuống. Thế là bây giờ từ thằng Thắng mà chuyển sang là dì Thắng đấy. Dì hôm nay đi đâu thế này? Vừa đi cúng nhà cho cái họ Lê. Khổ quá đấy, hai người chúng con là đang lăn tăn quá về cái chữ này. Lúc thì là chữ A, chữ B, chữ Tây, chữ Ta không dịch được. Thầy giỏi chữ tượng nho thì thầy dịch xem nó là cái chữ gì đấy. Đây là cái đơn hả? Vâng ạ, đơn ạ. Đơn kiện hả? Không kiện tụng gì cả. Đây là đơn thuốc. Vâng ạ. Cháu đi khám thì bác sĩ người ta kê cho một cái đơn thuốc nhưng mà đi 5-7 hiệu thuốc rồi. Chẳng ai người ta biết đấy là chữ gì. Gì của em, gì của cháu. Thôi cứ nghe em cho nó thân mật. Để đơn giản có gì đâu. Nó là cái chữ nho. Chữ nho đâu này vâng sao đông y hay tây y? Tây chứ ạ. Tây y sao lại là chữ em nho? Cháu đi khám ở bệnh viện nhà nước mà. Đây là tây y nhưng mà bác phô bác phù rồi bác bảo nhìn là chữ gì cho phạn.
đây không phải là chữ phát mà nó là nhóm chữ của Alexandros. Đấy. Không, cứ tưởng là ông Lộc chứ. Đâu? Alexandros mấy ông Lộc là một. Đấy. Nhưng mà tóm lại cái chữ này là chữ gì ạ? Tóm lại chữ này là nó là chữ quốc ngữ. Đấy, do ông Alexandros mấy ông Lộc là một. Vâng. Đấy, đúng không? Tóm lại là bây giờ là cái thuốc này là tên là nó là cái gì để cháu để em còn đi mua. Để từ từ. Vâng. Ngồi xuống. Ông này đau bụng chứ gì? Vâng đúng rồi ạ. Chứ còn gì nữa? Cháu bị em bị đau bụng. Ừ. Vâng. Thế để tôi dịch cho. Gì đau cái gì đau đi. Tái vận chân nhang chi tâm bái thế. Thôi thế này chứ sao lại vái nhau thế? Đọc chữ cơ mà chứ có phải là tuyên sớ đâu. Thôi, khổ quá cái câu cửa miệng, quen mồm. Nào. Dịch chữ gì nào? Bây giờ tôi dịch nhá. Nhìn cái chữ là biết ngay. Rồi. Đấy. Cái đuôi nó hất lên làm biểu lộ cảm xúc của tác giả lúc đấy là rất hưng phấn. Đấy. Bác sĩ cơ mà sao lại tác giả? Thì tác giả của cái chữ này. Bác sĩ đúng rồi. Đấy, tôi nói chuẩn không? Đấy, cái đuôi nó hất lên. Cái chữ này là viết theo cái trường phái gọi là cuồng thảo. Cuồng gì ạ? Cuồng thảo. Cuồng thảo nghĩa là cuồng thảo. Cuồng thảo có nghĩa là viết nhanh. Viết rất nhanh. Đấy, điên cuồng lên. Vâng. Giống như tôi này. Vâng. Đấy, lúc tôi dịch ra cũng điên cuồng lên, phải có tâm trạng thì mới dịch được. Rồi. Đúng không? Rồi. Thế là chữ cuồng thảo này phải dịch thế nào? Chữ N. Chữ N. Chữ N. N. Có một chữ N. Chữ L. L L. 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 Chữ L. Ừ. Có một chữ L. Đúng rồi, L cao, L khẩu súng ấy. Để xem tiếp này. A. Có một chữ A. Có một chữ A. Không. A đây là tôi reo lên, tôi sung sướng. A. Có một chữ H. A có một. Không, tức là không phải chữ A mà tức là chữ H thôi. A là tôi reo. L, L và H. A và có một chữ H. Không phải là chữ A. Nó là chữ H, A là chữ tôi H. Gieo. Tức là có chữ H chứ gì? Tiếp. Ô. Có một chữ O. Có một chữ O. Không. Có một chữ O. Không phải chữ O. Đây là tôi ngạc nhiên. Có một chữ Y. Ô, có một chữ Y. Là chữ O với chữ Y là viết khác nhau làm sao vậy? Ô, có một chữ Y là... Không. Ô, thế tóm lại là có chữ O hay là có chữ Y? Không. Không có chữ O. Khổ quá. Thế là chữ gì? Không. Không có, có một số không. Không, thế này tôi bảo là không có gì. Thế bây giờ là tóm lại là có chữ H, chữ O hay là chữ Y hay là chữ được không? À, tóm lại là có chữ N, chữ L và chữ H chứ còn chẳng có chữ gì nữa. Ừ, nghĩa là không có gì. Này, thế nhưng mà là toàn là phụ âm kết lại với nhau thế này thì làm sao thành được một câu? Làm sao thành một từ, nó phải có nguyên âm kết hợp với phụ âm chứ. Thế này, tôi nói thật. Bây giờ ngồi dịch chữ này có khi tôi cũng chết mất. Thôi này. Cái tên ngày chữ này viết làm sao tôi dịch được? Cái này thôi bó tay rồi. Hết thuốc chữa. Làm sao? Muốn bó chân bó tay bó thứ gì cũng được mà cần thuốc chữa là cứ phải gặp em. Thế à, khổ quá, đang cần cô giúp đỡ đấy. Thế ạ? À? Ai đấy? Nguyên quả này gọi là anh Tú. Nhưng mà đợt trước đi câu phải trời mưa, giật lên cột điện cuối cùng nó tung người ra, thế là bây giờ là thành chị Tú. Trông thế này thôi như quản lý 5 cửa hàng thuốc đấy. Đúng rồi đấy. Cô Tú này, cô giúp chú Bơm cái vụ mua thuốc mới đọc tên anh, cho Tú thế này. Anh Tú ơi. À. Cô Tú. Vâng, chị dịch của em cái này vậy ạ. Ôi. Cái này là bệnh nhân của bác sĩ Phương Sò gì? Không, bệnh nhân à? Không. Chú khám bác sĩ nào? Không đúng ạ. Em bị bác sĩ Phương Sò đấy. Nhìn cái sao? Ngay. Cô biết à? Biết. Này bác sĩ này. Trời ơi, đây này, nhìn cái dấu ngoắc lên cái em biết ngay của bác sĩ Phương Sò. Ôi trời ơi. Sao thế? Nhìn ngoắc một cái là biết ngay của Phương Sò. Thế có vấn đề gì? Ôi trời ơi. Tức là chị ơi, em tức là
tức là em đi khám bác sĩ Phương Trò thì bác ấy kê cho em cái đơn này. Thế nhưng mà vấn đề là em không đọc được. Em chẳng biết là thuốc gì. Em cũng chẳng biết là bệnh gì nữa. Nghe đây. Chỉ định rối loạn tiêu hóa do ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ không đúng chỗ. Ngủ nghỉ không đúng chỗ à? Không, em vẫn ngủ ở nhà mà. Thì không biết thì đây, rối loạn tiêu hóa đây, rồi, tôi đọc nghe đây. Tiếp đi, nghe tiếp đi. Để. Vâng, nhưng mà vấn đề là chị ơi, chị dịch của em là thuốc, cái thuốc mà em chị định dùng cái loại gì? Vâng, vâng. Becvizin, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Rối loạn tiêu hóa, uống Becberin. Becberin là cái loại thuốc mà mua ở cửa hàng nào chẳng đâu chả được. Nhà tôi đầy. Khổ quá, nói mãi canh không hiểu. Vấn đề là Becvizin anh mua ở cửa hàng nào cũng được. Nhưng mà chỉ có em đọc được đơn thuốc này thôi, canh hiểu chưa? À, tức là tôi hiểu rồi. Tức là kể cả cái thuốc mà ở đâu cũng có, thế nhưng mà bác sĩ kê đơn như thế này là em phải đến cửa hàng chị em mới mua được. Đúng, chính xác. Mặc dù nó là cái loại thuốc bình thường nhất. Rất chính xác. Nhưng không dịch được thì các cửa hàng khác cũng chịu. Đúng. Phải mua ở chỗ chị Tú. Rất nào đúng. Nào chỉ có 5 cửa hàng cơ mà. Giờ thì tôi hiểu rồi. Chú Bơm ạ, đây chính là chuyên án của bác sĩ và nhà thuốc, gọi là chuyên án hoa hồng đấy. Tức là em đau bụng là em phải uống hoa hồng à? Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Vâng, thật vui mừng khi chúng ta lại có mặt trong chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay của chương trình Thư Giãn Cuối Tuần. Thưa quý vị, như tôi nói ở số trước là bây giờ tôi đã chợt nhận ra rằng là cái vai trò của mình nó trở nên nó quan trọng quá. Bởi vì là chính tôi cùng tham gia trong ban biên tập những cái câu hỏi mà câu hỏi của quý vị thì thực sự là rất xoáy. Chứ không phải do câu hỏi tôi đưa ra. Nhiều người cứ hiểu nhầm rằng câu hỏi do tôi Trần Xoáy đưa ra cho giáo sư Cù Trọng Xoay. Nhưng câu hỏi khó bao nhiêu của giáo sư Cù Trọng Xoay càng có cơ hội thể hiện khả năng của mình ở đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào mừng với vị giáo sư đáng kính của chương trình, giáo sư Cù Trọng Xoay. Xin chào giáo sư. Chào anh. Chào giáo sư. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi đầu tiên. Vâng, xin giáo sư hãy giải thích câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Vâng. Xin mời giáo sư. Tôi rất thích giải thích các câu ca dao tục ngữ. Vâng. Tại vì đây thực sự là kho tàng kiến thức mà cha ông chúng ta để lại. Vâng. Với cái câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh thì có thể hiểu là khi anh rất giỏi một nghề nào đấy. Vâng. Anh tinh thông một nghề nào đấy. Vâng. Thì anh cũng sẽ được hưởng những cái vinh quang từ cái nghề đấy. Vâng. Đấy là một cái hiểu đơn giản nhất. Dạ, vâng. Thế nhưng tôi qua nhiều năm nghiên cứu về ca dao tục ngữ thì tôi biết rằng là cái lịch sử ra đời câu này thực ra nó còn một cái câu chuyện thú vị hơn thế. Xin mời giáo sư. Thứ nhất nó gồm có hai vế là nhất nghệ tinh. Vâng. Nhất nghệ tinh là thế nào thì vào khoảng hơn 2.000 năm trước. Vâng. Trên thế giới bắt đầu mới phát hiện, phát minh ra một cái chất liệu mới. Vâng. Đó là thủy tinh. Vâng. Nhưng trước cái lúc đó thì chúng ta phần lớn là dùng là đồ gốm, vâng, đồ sứ, đồ sành. Đâm ra là khi mà có thủy tinh ra thì thực sự cái thủy tinh nó đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường và nó trở thành một cái vật liệu vô cùng quý giá. Đâm ra cái thời đấy ai mà làm cái nghề liên quan đến thủy tinh ấy, thì là cái nghề số 1. Đâm ra mới có là nhất nghệ tinh. Thứ nhất số 1 là làm nghề thủy tinh. Vâng, nhưng đấy là cách đây là 4.000 năm. Vâng. Thế còn cái nhất thân vinh là thế nào? Vâng. Cái đó là gì? Thì ngày trước ấy, là có một anh quan tên là Vinh. Thì cái ông này là cũng nói thực là cũng có năng lực đi. Vâng, vâng. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng nói thực là cũng hay nhận hối lộ. Đấy. Tham nhũng. Nhưng mà ông này rất rõ ràng. Tức là nếu như mà mình làm thân được với ông ấy, có quà cáp đầy đủ. Vâng. Thì ông ấy sẽ lo mọi việc là xong xuôi. Giải quyết được tất. Dạ. Đâm ra là thân thiết với ông này ấy, vâng, cũng là số 1. Đó, đâm ra là có hai cái số 1 ở đấy, đó là gì? Một là làm nghề thủy tinh. Vâng. Hai là thân với cái ông quan tên là Vinh đấy. Đâm ra mới có cái câu là nhất nghệ tinh, nhất thân Vinh. Xin cảm ơn giáo sư. Nói là ở Đại học Bôn Ba luôn luôn nhìn nhận những vấn đề ở nhiều hướng khác nhau. Và có lịch sử. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, nhất nghệ tinh, nhất thân Vinh, ngoài cái nghĩa hiểu thông thường thì chúng ta có thể hiểu là số 1 đó là làm nghề thủy tinh, thứ hai là phải thân với ông quan tên là Vinh. Thưa giáo sư, là trong lúc biên tập để chuẩn bị những câu hỏi cho buổi ghi hình này ấy, thì chúng tôi có nhận được một lá thư. Vâng, nhưng mà lại không phải là những câu hỏi dành riêng cho giáo sư. Thế chắc là họ ý kiến gì về chương không, trình? Không, không, mà đây lại là một cái lời đề nghị làm ăn. Tôi đọc luôn nhé. Okay, vâng. Bức thư này được gửi từ công ty Đồ Lót Nam Ong Chúa với nội dung: Xin chào giáo sư Xoay, tôi là giám đốc xí nghiệp sản xuất Đồ Lót Nam Ong Chúa. Công ty chúng tôi mới đi vào hoạt động được 1 tháng nên chưa nổi danh trên thị trường. Tôi đang rất muốn tạo được một thương hiệu đủ để đánh bật các hãng thời trang khác như Gucci, Armani ra khỏi Việt Nam. Vì tôi luôn hướng đến người Việt dùng hàng Việt. Nhưng giá đồ lót của chúng tôi khá cao.
với khoảng 1.000 USD một chiếc, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với biệt danh ông chúa. Vậy tôi muốn mời giáo sư Cù Trọng Xoay làm người mẫu quảng cáo độc quyền cho chúng tôi với mức lương là 500.000 đô la một tháng, và trong nửa năm sẽ biến giáo sư thành một ông vua đổ lót. Rất mong sự hồi âm của giáo sư. Thưa giáo sư, đây tôi từ chối. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái hợp đồng mà không phải ai mong muốn mà cũng có được. Chắc hẳn là một hãng quảng cáo khi người ta muốn mời một nhân vật nào đó để đại diện cho hãng của họ thì người ta phải lựa chọn rất kỹ càng. Từ con người, tính cách, đặc biệt là về khuôn mặt cũng phải hợp với cái sản phẩm. Ý anh bảo là mặt tôi hợp với đồ lót à? Tôi không có ý xúc phạm giáo sư, mà chắc hẳn là ý tôi nói là cái mà giáo sư đang sở hữu ấy thì rất hợp với cái vai trò cũng như là cái yêu cầu của công ty người ta đang muốn quảng cáo, đó là đồ lót ong chúa. Anh có biết là ong chúa là loài ong cái không? Tôi biết, nhưng mà anh bảo biết. Tôi đi quảng cáo đồ lót mà lại là... Xin lỗi giáo sư, nhưng mà tôi biết, nhưng mà ong chúa lại là con ong to nhất. Giáo sư đồng ý không ạ? Và đúng người rồi. Ta muốn lấy tên đồ lót ong chúa là để khẳng định thương hiệu người ta là to nhất, là hoành tráng nhất. Tôi không nhận lời. Thưa quý vị và các bạn, kể cả với những người mà phải nói là tri thức uyên thâm như giáo sư thì đôi khi cũng không phải là hoàn toàn là người tự tin tất cả về những cái gì mình có. Cụ thể như qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy là giáo sư có thể tự tin với khả năng kiến thức của mình nhưng lại không tự tin về cơ thể của mình. Chúng ta đến với câu tiếp theo. Anh nhầm. Cái này anh lại nhầm với tôi. Sao ạ? Tôi hoàn toàn tự tin về body của mình. Hoàn toàn tự tin. Tôi cũng xem nhiều các chương trình về mẫu thời trang. Vâng. Tôi cũng xem nhiều các người mẫu, cả nam cả nữ. Vâng. Thế nhưng mà tôi cũng tự nhận thấy rằng là cũng không phải ai là cũng có được thân hình đẹp cả đâu. Dạ, vâng. Đấy, mà tôi nhận thấy là mình cũng hoàn toàn là cũng được. Được. Xin hỏi giáo sư là trên cơ thể giáo sư thì tự tin nhất là ở chỗ nào? Tôi tự tin nhất ở phần mông, eo và râu. Mông, eo và râu. Vâng. Tôi nói với anh bây giờ nhiều người để râu đấy, nhưng mà tôi biết là toàn cấy đấy. Còn râu của tôi thì là râu tự nhiên đấy. Thưa giáo sư, nếu giáo sư tự tin với cơ thể của mình thì tại sao mình không khoe cơ thể ra cho mọi người chiêm ngưỡng mà lại còn có tiền? Nhiều tiền thích chưa ạ? Tiền thì nói thực là ai cũng thích. Vâng. Tôi cũng rất thích tiền. Dạ. Nhưng mà cái nhu cầu của tôi nó không cao. Dạ. Tôi nghĩ là mình hiện nay vẫn đang ổn. Dạ. Thứ hai nữa là tôi nói thật với anh là tôi không cần phải nổi tiếng. Dạ. Tại vì là tôi đã làm chương trình này với anh và cũng có ít nhiều người cũng biết đến tôi bản rồi. Bản thân nó đã là sự nổi tiếng rồi. Chứ bây giờ là lại tự nhiên lại cơ thể của mình đấy, xong bây giờ thông tin truyền thông nó nhanh lắm, nhoằng một cái là ảnh lại đưa lên mạng. Xong người này người kia đưa vào lại comment chỗ này, comment chỗ kia, ném đá thế này, ném đá chỗ nọ, khen chỗ này, chê chỗ kia thì đại khái là tôi. Thế nhưng mà còn cái danh hiệu, nếu như bây giờ nhá, giáo sư quảng cáo cho hãng đồ lót ong chúa với cái danh hiệu là ông vua nội y chẳng hạn, cũng hay, ông vua đồ lót, hay quá. Báu bở gì cái danh hiệu vua mới chả chúa này nọ, tôi nói với anh gớm, người ngợm thế này, xong bây giờ suốt ngày mặc cái đồ lót, bé tí nhìn trông như cái phi tiêu ấy, xong bắt đầu là suốt ngày uốn uốn éo éo, rồi xong rồi còn mẹ, rồi còn cha, rồi còn gia đình, vợ con, cái thứ vào người ta nhìn xem. Mà cái đồ lót thì nó bé chứ. Vâng, vâng. Nhân dịp nói về những cái danh hiệu. Vâng. Thế vừa rồi thì tôi cũng thấy đọc ở rất nhiều các báo, đặc biệt là ở báo mạng. Vâng. Thì có nhiều những cái danh hiệu mà nghe cũng hoành tráng lắm. Như là ông vua nhạc pop này, rồi thì nữ hoàng đồ lót này, rồi thì là những cái gì đấy. Vâng, thì xin hỏi giáo sư là những cái danh hiệu đấy thì ở đâu ra, ai đặt và ai phong? Thì có hai trường hợp. Vâng ạ. Một là người ta tự đặt. Tự đặt. Hai là người khác đặt cho. Người khác đặt. Người khác đặt là đơn giản thôi, tại vì người ta thích đặt như thế. Vâng ạ. Tại vì người ta thích rằng là cái mà người ta yêu thích đấy nó phải là của những ông hoàng bà chúa. À. Nó không thể thấp kém được. Làm gì có chuyện mà người ta nói lại là thượng thư áo tắm hay là thái giám đồ lót này, thái giám đồ lót hay là tiểu thư váy ngủ đến độ hình này, nó rất là thấp, đâm ra người ta phải nói là ông hoàng bà hoàng nghe nó hoành tráng. Tóm lại là giáo sư có đồng ý nhận lời cộng tác với cả hãng đồ lót ong chúa không ạ? Tôi trả lời rồi là không, và xin cảm ơn tấm thịnh tình của hãng đồ lót ong chúa đã gửi lời mời đến tôi. Vâng. Tôi đúng là rất là thích cái lời mời đấy. Dạ. Với cái khoản đãi ngộ rất hậu hĩnh. Dạ. Nhưng xin nói thực là tôi không phù hợp với công việc này. Chị Trà My hiện công tác tại Vincom có hỏi. Vâng. Thưa giáo sư, tôi là một người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, xinh đẹp và khá thành đạt. À. Tôi lập gia đình đã được 15 năm và đã có 2 con, 1 trai 1 gái. Như vậy nếp tẻ đầy đủ. Nếp tẻ đầy đủ. Chồng tôi là giám đốc công ty cầu đường, cuộc sống của chúng tôi khá ổn định và hạnh phúc. Gần đây chồng tôi có hiện tượng đứng núi này trông núi kia. À. Vậy xin hỏi giáo sư làm thế nào để chồng tôi không còn tính này nữa?
Tại vì trong câu hỏi chị My có nói là chồng chị là giám đốc công ty cầu đường. Cầu đường. Dạ. Đấy. Tôi nghĩ là cái này là nó là thói quen nghề nghiệp. Dạ. Tại vì chắc chắn là anh đã phải làm những con đường đi qua những quả đồi. Đúng. Và anh đứng ở quả đồi này, anh nhòm xuống quả đồi bên kia để xem nó cao hay thấp, dạ, để làm đường thế nào, dạ, là cho nó hợp lý. Đấy, thì tôi nghĩ đây là cũng là cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề là nghề nghiệp. Tức là giáo sư cho rằng đây là yếu tố nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Nhưng tôi thì lại cho rằng là chị My chị hỏi với ý khác. Tôi nghĩ là khi mà đã có cái sự so sánh trách nhân, không nên trách anh nhà vội mà phải tự trách bản thân mình, xem xét lại bản thân mình trước. Dạ. Đấy, có thể là mình chỗ nào đấy nó chưa ổn. Vâng. Đấy. Thì và hiện nay thì cái sự phát triển của các cái công nghệ làm đẹp cũng như là các cái bệnh viện thẩm mỹ, dạ, rồi các cái chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu, dạ, thì tôi nghĩ cái việc là làm cho núi này nó bằng với núi nọ nó cũng đơn giản thôi. Vâng, nó không quá phức không tạp. Không quá phức tạp. Nên là chúng ta cũng nên cải tiến một chút, dạ, thì vâng, biết đâu để cân bằng thì chồng nó sẽ không so sánh cái của kia, dạ, vâng, không khéo vâng, chồng lại đứng núi nọ lại so sánh với núi kia, vâng, chứ không phải là đứng núi kia xong trông núi nọ. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư, phải nói là rất tinh tế. Vâng. Với câu hỏi nào giáo sư cũng có những cái câu trả lời phải nói là hết sức thỏa mãn. Vâng. Nhân đây tôi cũng xin hỏi giáo sư, trong rất nhiều những cuộc thi sắc đẹp người ta thường có một cái câu hỏi là nếu lựa chọn giữa trí tuệ và sắc đẹp thì bạn lựa chọn cái gì? Giáo sư có trả lời được không ạ? Tôi xin trả lời luôn. Là bạn ấy chọn cái gì cũng được, sắc đẹp hay trí tuệ đều được. À, vì sao lại thế? Quan trọng là bạn ấy có đáp ứng được các cái điều kiện sau đây hay không mà thôi. Lại còn có cả điều kiện nữa. Vâng, dạ, vâng, xin mời giáo sư. Giả sử như là bạn ấy chọn sắc đẹp. Vâng. Tại vì phụ nữ mà, sắc đẹp là cái trời cho. Tôi lấy sắc đẹp. Sắc đẹp là cái trời cho. Vâng. Thì bây giờ là bạn ấy nhận sắc đẹp để bạn có sắc đẹp, còn trí tuệ thì bạn ấy phải đáp ứng được điều kiện là gì? Đó là phải chăm học, vâng, chịu khó tìm hiểu, đúng, học hành cho nhiều vào để bồi đắp cho cái phần trí tuệ của mình nó lên. Dạ. Đấy, như vậy thì mới thành một người đẹp mà vừa có sắc đẹp mà vừa có trí tuệ. Vâng. Còn nếu như bạn ấy lười học, vâng, bạn ấy ham chơi, vâng, bạn ấy chỉ muốn chơi thôi không muốn học, vâng, đấy, thì bây giờ bạn chọn trí tuệ đi. Vâng. Ok, bạn chọn trí tuệ cũng được nhưng bạn phải chịu đau tốt và phải có tiền. Vì sao vậy thế? Đối với những người mà không đẹp thì họ sẽ dùng trí tuệ để kiếm tiền, và sau khi có tiền rồi thì họ sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đấy thì thôi vớt phát được bao tôi nhiêu. Thì tôi cho được rằng không cần hai cách đấy. Thế có cách mà chúng ta gộp luôn vào một cách. Tức là tự nhiên chúng ta có tiền. Rồi. Thế cần trí tuệ gì? Chúng ta đi mua bằng cấp. Thế là mình có trí tuệ. À. Nếu như người ta chỉ cần căn cứ vào bằng cấp để khẳng định trí tuệ của một ai đó. Và một người mà cái gì cũng mua được. Mà đấy, mua được toàn mua diện được như vậy, mua được hết. Thì tôi nghĩ là đấy không phải là người mà đấy người ta gọi là hàng. Thưa quý vị, thật đúng là như vậy, nếu mà một ai đó mà mua được hết thì gọi là thì gọi là hàng, gọi là cái hàng đấy mình sẽ mua được. Vâng, đúng không ạ? Gọi là người... Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Từ cổ nhân ấy, thì chúng ta cổ nhân xưa đã có rất nhiều câu để chúng ta cần phải học tập. Vâng. Trong đó có một câu mà tôi nghĩ rằng ai ai cũng biết, đó là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xinh đẹp mà thôi. Còn anh em chúng ta thì cánh đàn ông chúng ta thì thực sự là cũng có đấy, người hiện đại cũng có một câu nói về cánh đàn ông chúng ta. À, như thế nào? Đó là không có người đàn ông xấu, à, chỉ không có người phụ nữ nhìn ra cái vẻ đẹp của người đàn ông ấy thôi. Là dạ chúng ta đẹp rồi. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, một khái niệm rất mới, không có người đàn ông xấu, chỉ có là do phụ nữ không nhìn thấy anh em chúng tôi đẹp mà thôi. Cháu Hồng Phúc ở thành phố Hải Dương muốn hỏi, cháu xem tivi thấy nhiều bác ăn mặc rất nghiêm trang, khi trả lời phỏng vấn rất hay dùng những từ như nói chung là, thật ra là, coi như thế là. Vậy giáo sư cho cháu hỏi nói chung là hay thật ra là thì nó có nghĩa gì? Cái từ nói chung là ấy, thì nó là một cái từ đệm ở trong cái vâng, câu nói. Dạ. Trong cái câu nói hàng ngày người ta rất hay chen cái từ là nói chung là. Vâng. Đấy, thì thực ra là cái nghĩa của nó chỉ là đơn giản là giải quyết cái vấn đề là cái người nói đang thực ra lúc ấy là đang bí. À, đang bí từ. Dạ, vâng. Không biết nói thế nào cả thì đành chèn vào cái từ là nói chung là để câu thêm một đoạn thời gian để nghĩ, tư duy. Vâng, vâng. Đấy, chứ còn về nghĩa thì đại khái là nó cũng chẳng có nghĩa gì, nó chung chung, nó không vâng, có vâng, chính kiến rõ ràng và nó chung chung. Dạ vâng. Nên là thi thoảng cứ nói chung là. Thế còn cái câu thực ra là, có phải là ý câu thực ra là khẳng định rằng là những câu đằng trước mà người đấy nói toàn là những câu nói dối mà bây giờ mới là câu nói thực? Cũng không phải, nó cũng là một câu đệm ở trong cái câu nói như vậy. Vâng. Thế nhưng mà cũng có vẻ là thể hiện một cái chút gì đấy hơi thiếu tự tin. Vâng. Sợ người ta chưa hoàn toàn tin mình, đâm ra là cứ phải lúc nào cũng phải dùng một cái từ là thực ra là. Dạ, để ý nói rằng là mình rất thực. Xin cảm ơn giáo sư. Vâng. Cháu Hồng Phúc thân mến, nói chung là hay thực ra là chỉ là những câu nói đệm vào thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên trong những hoàn cảnh nhất định thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng người đang nói đang rất bí, không biết nói cái gì, hoặc là người ta đang lảng tránh, không muốn trả lời những câu hỏi mà thôi.
Vâng, mà tôi nghĩ là đôi khi còn là do cái thói quen ấy. Vâng ạ. Có thể là cho chúng ta nói quen hàng ngày và chúng ta không nhận thức ra điều đấy. Tôi cũng nghe một cái bác phát biểu về sinh đẻ kế hoạch. Phát biểu rất to. Dạ. Bác phát biểu là thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã hoàn thành chỉ coi như thế là tiêu. Đấy. Bước đầu toàn xã đã ổn coi như thế là thỏa. Đấy. 90% các ông coi như thế là chồng đã đi triệt coi như thế là sản. 90% các bà vợ có hai con thì đã đi đặt coi như thế là vòng. Ông cứ nói như vậy và ở dưới cũng đều hiểu này, cả. Thế... anh mà cứ coi như là thế này thì tôi nghĩ một lúc nữa là coi như là hết chương trình đấy. Thưa giáo sư, mèo nó kêu thế nào ạ? Mèo mèo. Con gà nó kêu thế nào? Cục tác cục tác. Con lợn. Ủn ào ủn ỉm. Con kiến. Kiến con kêu kiến. Ái chà. Sao kiến lại kêu ái chà? Kiến là nó kêu ái chà đấy. Sao lại thế ạ? Thì... nó là kiến chứ, nó kiến, nó tên là con kiến thì phải kêu thế nào, tôi chưa bao giờ nghe thấy con kiến kêu ái chà. Thế thì anh phải tìm hiểu kỹ hơn. Dạ. Đó là vào cái thời kỳ xa xưa ngày trước. Vâng. Khi mà tai loài người của chúng ta còn thính chứ. Dạ. Nó không tệ như bây giờ đâu. Dạ. Bây giờ tiếng ồn nhiều nó ù tai rồi. Vâng. Thì là tai còn thính và cái môi trường nó còn yên ắng ấy. Vâng. Thì là con người nghe rõ được tiếng kêu của loài kiến. À thế ạ. Và theo những sử sách chép lại và tôi có nghiên cứu thì rõ ràng là loài kiến có tiếng kêu là ái chà. Nó kêu ái chà nhưng mà tại sao nó lại tên là kiến? Thì con gà nó tên là con gà nhưng nó có kêu gà gà đâu. Mà nó kêu là cục tác đấy, anh không nên thắc mắc những việc đấy. Dạ vâng. Bạn Lê Xuân Luyện ở Xuân Hòa có hỏi. Vâng. Thưa giáo sư, tại sao khi các cầu thủ ra sân thi đấu họ thường dắt theo các em bé thiếu nhi? Xin mời giáo sư. Thì cái đoạn đầu của các trận đấu bóng bao giờ cũng có các em thiếu nhi đi cùng các cầu thủ. Vâng. Thì tựa như là các cái thiên thần mang lại cái may mắn tốt đẹp cho những cái trận đấu đấy. Vâng. Nhưng đó mới là cái nghĩa mà chúng ta nhìn thấy thôi. Vâng. Cái nghĩa sâu xa của nó là còn có nghĩa khác. Là nghĩa gì? Tôi bắt đầu tò mò rồi đấy. Đấy. Nhiều lần tôi cũng đã đặt câu hỏi như vậy. Thông thường ấy, cái việc sinh sản rồi chăm sóc trẻ nhỏ là người ta thường nghĩ đến người phụ nữ. Đúng. Người phụ nữ mang nặng đẻ đau rồi chăm sóc con này người nọ. Mẹ. Đấy. Nhưng người ta quên mất rằng có một cái vai trò rất lớn của người đàn ông cũng đóng góp trong cái việc sinh sản đấy. Đúng. Thế đâm ra là khi các cầu thủ ra sân đá bóng là người ta cho dắt một cái các cháu nhỏ theo. Đúng. Là ngầm nhắc các cầu thủ rằng là các anh ngoài cái việc đá bóng ra, các anh còn một cái nhiệm vụ nữa đó là sinh sản. Đấy, đá đấm thế nào thì nhìn nhau mà đá. Dạ. Thì cũng giữ gìn cho nhau. Tại vì còn phải làm nhiều việc chứ không chỉ riêng cái việc đá bóng đấy. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Vâng. Bạn Luyện thân mến, như vậy là giáo sư đã trả lời rất là rõ ràng cho bạn Luyện rồi. Ngoài cái việc mà đá bóng thì các cầu thủ phải lưu ý cái việc là phải vì tương lai con em chúng ta. Đúng phải rồi. Giữ gìn những cái chức năng cần thiết. Đó là chức năng sinh sản của người đàn ông. Đúng. Chứ đừng ham mê đá bóng quá mà làm mình bưng cái. Thế nên bây giờ anh để ý các cầu thủ đấy là đứng trước hàng rào là cũng phải che tay hoặc dạ, là vâng. Vào bóng thì cũng phải tránh một số chỗ ra. Dạ, xin hỏi giáo sư là vẩy cá ba sa màu gì ạ? Nó làm gì có vẩy? À, nó không có vẩy. Vâng. Xin cảm ơn quý vị và tất cả các bạn đã theo dõi chương trình Cá ba sa không có vẩy. Mời. Vâng, xin mời. Ôi, sao cái tách trà to thế mà tròn tròn lạ thế nhỉ? Ông cầm phải cái ấm. Cái này cái ấm. Ở cái bên kia. À, đây. Thầy thấy rồi. Sao ông mời tôi đi hai tách? Ở đây. Thế mà cái nhìn thấy là tưởng hai cái tách chụp không khí không, nhìn một sang hai. Mời dùng trà. Xin lỗi chị nhá. Mời anh Sơ ạ.
hơi đắng. Thói quen nhà tôi uống như thế. Uống như thế để mà uống ít thôi. Trà pha hơi đậm, sợ uống nó vàng răng. Sợ, sợ xấu. Anh có nhiều nỗi lo nhé. Thôi thì... Này, bạn ông tình hình này nha, tôi không biết đâu nhé. Vẽ kiểu gì mà ra ba con quỷ là ông biết tay tôi đấy. À, như thế này ông bạn ạ, à, hôm nay à, tôi mời ông bạn đến đây dạ. À, với cái mục đích là muốn nhờ ông bạn vẽ giúp cho gia đình tôi chân dung ạ. Những bức chân dung. Bản thân yên tâm, đây là nghề của tôi à. Tôi từ trong miền Nam ra đây là mục đích là để truyền bá những cái tinh hoa của tôi về nghề họa hình. Hèn gì mà thấy cái giọng anh nó lơ lớ. Tôi, như thế này, gia đình tôi thì có tất cả là ba người. Hai vợ chồng tôi cùng một ái nữ là cô Hồng Ngọc, là con gái chúng tôi. Thế mời cô Hồng Ngọc ra để tôi vẽ luôn một lúc ạ. À, thế là ba người cùng một lúc luôn ạ? À? Vâng, tôi vẽ ba trong một đấy ạ. À. Hai tay mà vẽ ba bức. Thấy mới hay chứ. Đây là cái tài của tôi là như thế, thế là... Thôi được rồi, để tôi cho gọi cháu nó ra. Thắm ơi, mời cô ra cho họa sĩ họa hình. Dạ, mời cô. Con chào thầy Me, con chào họa sĩ ạ. Anh chị khéo đẻ quá, khéo sinh hai cô con gái đẹp đẹp như hai bức tượng á, y như hai giọt nước á. Anh ơi, dạ chị, là hai con này không giống nhau tí nào ạ. Hai con này là hai con riêng biệt. Một con là con Thắm. Anh ở đây, anh nhìn đây, anh nhìn đây, con này con Thắm này. Đây con Thắm này, con Thắm đây. Đây con này con này là con Ngọc đây. Con gái tôi. À, Hồng Ngọc xinh quá. Chứ mà nhìn một người sang cái hai người. Vâng, đấy anh bị loạn mà. Anh thấy bây giờ. Thôi giờ bắt đầu mình làm việc luôn nhá. Giờ bắt đầu tôi vẽ đây nhá. Rồi Thắm ơi, Thắm hỗ trợ, Thắm phụ cho chú đi. Phụ luôn ạ. À? Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Hồng tuyết đi, tuyết đi. Mấy ngày nào còn chưa biết cái chi mới nhìn là biết, là biết ở đây có cuộc thi gì nói đi thi gì. Ây da, mới nhìn là biết còn hỏi là thi gì vậy? Ở đây có cuộc thi đấu tiền, có ai nhiều tiền hơn? Cái người mà ít tiền hơn phải chung tiền cho cái người nhiều tiền hơn đó. Ừ, thế đây thi có được không? Ây da, ý hai lị thế nào? Hai lị có cho cái lị này thi không mày? Nhìn là biết ngay hai ngày này không muốn thi bởi vì thi phát là thua luôn. Được rồi, tiền của tôi trong này đấy nhá. Đốt hết ba đời nhà ông được đấy. Thằng này không sợ thằng nào đâu nhá. Nhưng trước khi thi ấy, cho hỏi xem tên gì à? Ây à, cái lị là giả. Không là... cần nói, không cần nói. Sao rồi, nói. Thế này nha, hỏi thì phải trả lời đúng không? Hai người này chắc là ở xa đến cho nên không biết tôi là ai. Xin được giới thiệu nhé, tôi chính là Kim Ấm. Ơ gì? Có mơ có hột. Cậu Kim Ấm, công tử nhà giàu. Đúng. Nổi tiếng ăn chơi. Đúng. Mà sao ăn mặc như ăn mày thế? Ôi giời, cứ như thằng ăn mày. Này, cậu Kim Ấm, cậu trả lời đi. Làm gì thế này này, hàng ngày mặc con blờ trắng hoặc con blờ đen hoặc các loại con blờ khác, mệt mỏi lắm. Mặc thế này cho thoải mái, cho thoải mái. Thế quen ngồi thoải mái rồi. Quen rồi. Chứ bây giờ anh Lị mặc như vậy là Lị thấy sao? Thoải mái chứ, rất là thoải mái bởi vì... Bởi vì ngày nào Lị cũng mặc nó mà, đúng không? Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Là sao? Như vậy là như thế nào? Dạ là bình tĩnh để ngộ vậy thấy cho. Cái Lị này thật ra không phải là cái Lị Kim Ấm đâu. Cái Lị này là Kim Ất. Là ai?
Sở dĩ bà cái lị này cũng nổi tiếng như là cậu Kim Ấm, bởi vì cái lị này thật ra là người hầu của cậu Kim Ấm á. Đúng rồi đấy, không cần cãi, không cần. Cái cậu Kim Ấm mà đi đâu thì cũng dắt cái lị này đi theo hết trơn. À, thì ra là người hầu à. Ở đâu á? Thế thì sao? Thế thì sao? Này, cậu Kim Ấm của mày đâu? Thế mà... sao để cho mày cầm vàng chạy lông nhông như con chó dại đấy hả? Là chó hay là gì cũng được, miễn là có rất nhiều vàng. Cậu Kim Ấm đang ngoài kia đang trên đường đến đây này. Đơn giản ấy là vì cậu Kim Ấm đưa tiền này và muốn nói với ông chủ rằng không muốn ngồi nói chuyện với cái hạng chó má này. Ấy dạ, ông hỏi cũng vui đó hả? Cái người này tiền đã đủ chưa? Người này vàng đã đủ chưa? Này nhá, đây có nhá, đây có nhá. Đây còn nữa, đây còn nữa. Thế thôi, về về. Ây dạ, ây dạ, về đi, về đi. Ây dạ. Ây dạ, à lưỡi vô bánh rồi. Ây dạ, ây dạ. Như vậy là cậu Kim Ấm cũng thích cái quán của A Lưỡi à? Đúng rồi, đúng rồi. Cậu Kim Ấm rất thích cái quán này nhưng mà lại rất ghét nhìn cái mặt này. Phán. Phán. Đúng rồi. Phán. Sao lại phán? Phán chưa được đâu. Thế thì có. Thế thì có. Thế thì phán. Thế thì phán. Phăng liền đây, thế thì phăng, phăng liền đây. Không thì ngu, ngu. Vâng, xin mời anh chị và cô xem qua tác phẩm của tôi ạ. Xong, xong rồi, xong rồi. Ô, sao tôi lại cầm quạt thế này? Không, quạt là tôi chứ. À đây, dâu quạt đây, ông đây. Tôi thấy thế nào ạ? Tôi thấy thế có nào ạ? Hai con quỷ già với một con yêu nữ. Cậu ba, cậu ơi. Mày làm cái gì la lối ông sọt đấy hả? Con la lối là con đuổi tất cả mọi người ra đấy. Ừ, làm đúng ý cậu, thế là tốt. Này, thế còn cái này cái gì đây? À, mấy cái đống này, mấy cái thứ này là do chúng nó thải ra đấy. Cậu có dùng không? Con tiếp cậu. Mày nói với chị à, đưa cho mày một đống vàng, cả cái dương vàng kia. Bảo mày dọn dẹp chỗ cho cậu mày chơi. Thế như thế này nè, cậu còn ngồi chung với cái thứ này đấy hả? Cậu nói thế nào hôm nay có bảo con là đưa tiền đưa vàng ra để đuổi mọi người chứ cậu bảo con dọn dẹp đấy. Thế bây giờ gọi mọi người ra dọn đi. Mọi người ra dọn đi. Tất cả mọi người đâu, tao dọn đi. Nói to thế mà không có ra dọn thì từ mày dọn đi. Tại sao? Là vì mày đuổi hết mọi người rồi. Thế mày dọn đi. Mày làm cái gì đấy? Không dọn. Có bảo mày dọn chứ có bảo mày ăn đâu. Thì con dọn theo kiểu của con. Mọi ngày cậu chả bảo con là gì, là con là con cá dọn bể của cậu. Mọi ngày con liếm cho cậu thì bây giờ là con tự lấy tay con bốc. Được chưa cậu? Thôi thôi thôi, bỏ ra. Mày là đầy tớ của tao chứ. Mà mày cứ đi ăn cơm thừa canh cặn như thế này. Mày bôi cho chết xấu vào mặt tao đấy hả? Mày làm nhục tao đấy hả? Con đang tự làm nhục con. Đúng không? Con tự bốc, con tự ăn là con tự làm nhục con. Nhưng mà con làm nhục con để người khác người ta hiểu rằng là cậu nuôi con thì cậu sẽ nhục hơn con. Tát văng thằng này. Bây giờ mày làm cách nào thì làm tao không biết. Mày tìm cái trò gì cho tao tiêu khiển. Cậu ngồi xuống đi con thưa. Con nghĩ ra rồi cậu ạ. Con nghĩ là ở gần đây có nhà ông bà Tham. Ông bà Tham có cô con gái gọi là tiểu thư Hoa Khôi Hồng Ngọc, rất xinh. Ôi trời ơi, cả cái vùng này có cô con gái nào xinh mà chưa qua tay cậu mày đâu, có cái gì đặc biệt? Hoa Khôi Hồng Ngọc đang bị ế. Chính vì thế ông bà Tham đang mở một cuộc thi để chọn một chàng rể. Có hiểu không? Thi cái gì? Ừ. Thật hay không? Đúng. Ôi thế thì thú vị đấy. Thi là cậu mày thích. Nhưng mà này, hỏi thật nhé, có thi nổi không? Từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ cậu mày thi cái gì mà không nổi nhá. Đấy, đừng có nhá, cái thi nổi không. Bây giờ mày sẽ cùng cậu chơi cái trò này cho tới nơi tới chốn à? Con biết rồi, con biết tất cả những trò của cậu rồi. Những trò của cậu toàn là những trò kinh tởm, đi ổi.
anh nói cái kiểu gì đó hả? Bây giờ mày là đầy tớ, tao là chủ, tao bảo sao thì mày phải nghe thế. Vâng. Lại đây. Vui không? Vui. 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 Vui quá. Vui quá. Vui quá.